Bây giờ bắt đầu quay ấy. Giai đoạn này peel xong là bóng lắm. Cái vi kim này nhá, là trong đấy là nó có chứa tế bào gốc. Trong đấy họ sẽ tích hợp cái tế bào gốc ở trong cái phần vi kim rồi, nên là em thấy là bình thường cái tảo bình thường nó màu xanh, nên là tảo nó nhuộm màu. Còn ở trong này cái tảo của nó là màu trắng đấy, nên nó chứa được cái tế bào gốc ở trong. Thứ hai nữa là ngày xưa là người ta làm tảo là người ta làm cái hình lục giác, nó rất là nhiều những cái mũi thân ra là đâm vào cái vùng lỗ chân lông nó mới đau. Còn bây giờ là làm bây giờ là nó chỉ thẳng thành một cái vũ kim này thôi, nó đâm là đâm thẳng xuống dưới lỗ chân lông, mà cái siêu nano ra nó nhỏ hơn lỗ chân lông của mình, nó vào nó rất là ấy. Tẩy tế bào chết rồi. Không không cần tẩy tế bào chết. Tại vì là chút nữa thì mà chị cứng. Cứng. Hơi nhiều. Số 1 em cho bạn này làm số 2 đi. Số 2 lượng tảo nó nhiều hơn số 1 một chút, nhưng mà chắc là da của mình làm số 2 được. Tại yếu thì mình là ít hơn đúng không? Đúng không? À, không, tức là nó theo đúng cái này đúng rồi, chị ủ cho bạn ấy tầm khoảng 10-15 phút đi. Da mà người ta kiểu nổi lên máu nhanh nhá, da nổi gân máu mà bị bào mòn lột tẩy toàn bộ rồi, em vẫn làm được cái liệu trình này. Em cứ ủ cho chị bằng cái chai gel này, xong bắt đầu là tầm 15 phút sau hoặc 10 phút sau bắt đầu em làm cho. Cái gel tác dụng gì ạ? Cái gel này của nó thì nó sẽ tạo cái độ ẩm sâu, với hai nữa là khi mà đưa cái chai gel vào ấy thì nó sẽ giảm bớt cái hiện tượng kích ứng da. Đấy, nó sẽ đỡ bị hiện tượng châm chích. Vâng, Linh với Tú hôm nay đi thèm đần. Mới cả hôm nay còn bạn em thấy mới cả hôm qua em á, đi về xong rồi đi ăn đi uống rồi khai trương xong rồi cũng mệt đến tã hết người, hôm nay mà đi tiếp chắc chết. Để tầm 10 phút nếu mà xem ra ở em tên gì nhỉ, em tên Dung ạ. Xem ra của Dung nếu mà hấp thụ tốt thì để 10 phút. Cái này chị không phải lau ấy đâu, mà chị lau hơn lau qua một lần nước xong rồi cũng hơn thì nó có hồng như thế này chị lúc nãy mình đặt tay mình nghĩ là mình cho cái này trước thì lúc nào làm sao à, không thường thường là bên em phải làm cứ mỗi lần lau xong rồi lại nó dùng nước hoa hồng tốn hơn cả dùng nước hoa hồng tốn hơn nữa. Số 2 nó sẽ nhiều hơn số 1 nên nó sẽ có cảm giác châm chích hơn một chút so với số 1.
Nhưng mà da của em khỏe, không sao. Một số spa nhé, ví dụ như là khi mà khách hàng mà da yếu quá, người ta sẽ chia liệu trình ra này cho hai khách, ví dụ cùng là cái lượng số 1, số 2, số 3, số 4, nhưng mà người ta sẽ giảm liều lượng nữa để chia cho hai khách. Khách phải yếu quá rồi. Đúng rồi, da khách yếu quá, tại vì cái này của nó thì nó sẽ phục hồi cấu trúc da dưới rất là tốt, nhưng mà nếu mà khách da yếu thì mình để làm như thế cho nó an toàn. Thứ hai nữa là một số bạn là kiểu cái thu cốt của bạn nó thấp thì mình sẽ chia ra như thế, nhưng mà còn nếu mà làm được theo kiểu như là cả một bộ một cách là tốt nhất. Đấy. Nhưng mà liệu trình là 28 ngày đúng không? 28 ngày, một tuần em làm một lần cho khách. Mà ok. Mình cứ tưởng ảo nó phải xanh, thế xong rồi mình biết là tảo trắng này thì sợ nước nó phải ảo, nhưng mà đến là sang bên Hàn Quốc ấy, người ta bảo tảo này nha, tảo nguyên chất, còn tảo kia là tảo nhuộm màu. Cái tảo ăn thì nó không dùng được trong nước rồi, tảo ăn ăn tiêu hóa nó khác nhau, bởi vì vào trong tiêu hóa nó có nhu động ruột, nó có men, nó enzyme nó tiết ra thì hấp thụ cái tảo đấy, thì cái tảo đấy là màu xanh, nhưng mấy tảo dùng cho mỹ phẩm mình lại hoàn toàn khác. Làm cái này nhá, em mà làm cái này tầm khoảng 4 lần đôi da của em nó sẽ rất là bóng, bóng mà nó căng hẳn lên ấy. Tại cái này nó cấp ẩm cực sâu. Cái liệu trình này ở bên Hàn Quốc người ta không sử dụng để điều trị cho những cái vấn đề da ở Việt Nam mình đâu, mà chủ yếu là người ta làm để cho cái liệu trình mà da khách soi gương được luôn ấy. Có nghĩa là tạo được bóng căng bóng để mà đến mức là soi được gương. Chuẩn là cái giá mà khách hàng mà mình không lấy được cao thì mình sẽ phải tính cái thủ tục. Nhìn cho chị mấy phút đi, chị xem để bao nhiêu phút đi, 5 đến 7 phút. Năm đến bảy phút hơi chậm chị, pha tí thôi. Như này vẫn còn ngon chén. Cái quả gì thế kia, cái kiểu ổ bê mà làm hỏi xong còn đau, làm xong rửa mặt cảm giác đụng chạm vào mặt. Vì nếu mà mình cho nhiều quá, cho ít quá nó khô ra thì ấn vào thì nó sẽ không hết, nó không bong hết. Còn cho nhiều quá thì ấn vào nó sẽ lâu bong. Đấy, thì mình cho lượng vừa đủ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ.
thế này là có hai tác dụng nhá. Một là nó sẽ đẩy nốt những cái phần tinh thể tảo mà nó vẫn chưa vào được lúc nãy trong quá trình mình ngâm ủ. Hai nữa là nó sẽ bong luôn những cái phần da mà từ đây bắt đầu bong cái này. Đúng rồi. Có nhìn rõ. Phải gần hơn này. Đó phần trán nhiều. Tức là cái bình thường nếu mà em mà dùng dạng gel ấy thì mình bảo bong đấy là do gel, nhưng thực ra cái này của nó không phải dạng gel, nó là dạng dầu. Bong đấy là hoàn toàn là da của mình chứ không phải là cái tự dầu. Thế nhưng đây này, anh nhìn cơ này, thì mình nhìn rõ hơn mình đấy. Đấy, mình cứ ấn như thế. Ấn bao nhiêu lâu chị? Mấy phút. Mình ấn này không bao nhiêu? Em ấn đến bao giờ mà trên bề mặt da của em nó không còn cái ấy nữa. Ấn thấy nó trơn hẳn đi. Nó không còn những cái ấy da nữa. Mình sẽ ấn tầm khoảng 5 đến 10 phút. Mọi người có thể nhìn thấy rõ cái phần da của Dung đã được peel đi đây. Đã được peel đi, loại thải. Đây là Dung là chủ spa ở dưới Nam Định. Mặc dù là chăm sóc da rất là kỹ, nhưng nếu khi mà cái lớp sừng hóa nó vẫn diễn ra trên bề mặt da, và khi mà sử dụng cái liệu trình này đầu tiên cho cái liệu trình Vi Kim Nano, thì da của bạn bắt đầu có hiện tượng là bong da. Và chúng ta sẽ thấy là da của bạn bong nhưng nó không bị đỏ, không bị rát, không đau đúng không em? Không đau đúng không? Thì mục đích của chúng ta là chúng ta sẽ ấn để toàn bộ những cái tinh thể tảo nano nó sẽ chui sâu xuống dưới da, và nó làm nhiệm vụ của nó là sẽ tăng sinh lại cái lượng collagen và elastin bị đứt gãy thiếu hụt ở dưới vùng trung bì. Và cái thứ hai nữa thì ở trong cái tảo này thì nó có chứa tế bào gốc, nó là những cái tinh thể nó có chứa tế bào gốc, nên là nó sẽ chui được xuống dưới lớp hạ bì, lớp đáy của da, để giúp cho da chúng ta nó được vững chắc hơn và cái mô da chúng ta được săn chắc. Cái thứ ba nữa là ở trên lớp thượng bì, lớp bóng của da, thì cái vi kim này nó sẽ tan dần ra sau 3 ngày, 72 giờ để giúp làm cho da có cái độ ẩm và có cái độ căng bóng. Đó, xe khít lỗ chân lông và kiềm dầu rất là tốt.
Thì với cái sản phẩm vi kim này là chúng ta có thể sử dụng cho tất cả các liệu trình về điều trị da, ví dụ như là da cần phải chống lão hóa này, điều trị nếp nhăn này, hoặc là những cái da mà muốn căng bóng trắng sáng, những cái da mà bị nám sạm tàn nhang đồi mồi với những cái kết cấu da lỏng lẻo, hoặc là những cái da mà lỗ chân lông to không đều màu, dầu nhiều, rồi những cái da mà bị mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn cám, và đặc biệt nữa là bị những cái phần lỗ chân lông to, thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm vi kim này kết hợp với những cái tế bào gốc đặc trị trong thời gian sử dụng vi kim 28 ngày. Thì một tuần chúng ta sẽ sử dụng một lần, và đây là buổi đầu tiên để có thể là dùng thực hiện cái quy trình peel này, nhưng mà chúng ta sẽ còn 3 buổi nữa, nên mỗi một lần thì sẽ lấy bớt đi một cái phần da dư, da thừa và da chết ở trên cái bề mặt da. Sau đó thì sau 28 ngày thì Dung sẽ có một cái lớp da mới, và lớp da đó thì cực kỳ là sáng khỏe, nên là chúng ta đưa dưỡng vào thì lúc đó mới hấp thụ được những cái dưỡng chất. Đây là lý do tại làm sao mà có rất là nhiều chị khách hàng khi mà sử dụng sản phẩm rất là đắt tiền ý, nhưng mà nó không qua được cái lớp sừng hóa ở trên bề mặt da ở trên, thế nên là cái lượng hấp thụ sản phẩm nó bị giảm đi và nó bị kém đi rất là nhiều. Nhưng khi chúng ta peel đi cái lớp sừng này thì cái lượng sản phẩm vào trong da được nhiều hơn, và lúc đó thì chúng ta dưỡng bất kỳ một cái sản phẩm nào vào nó cũng cực kỳ là hiệu quả. Đó, mọi người có thể nhìn thấy rõ, chị có thể đẩy dồn cái phần da chết lên vùng trán ấy, lấy toàn bộ cái phần da chết lên trên vùng trán để mọi người có thể thấy rõ là mỗi một lần thì mình sẽ lấy đi một lượng ít thôi. Nên là cái sản phẩm này thì nó sẽ khác cái công nghệ vi kim cũ. Công nghệ vi kim cũ thì sau 3 đến 5 ngày mọi người mới thấy bong, và chúng ta sẽ thấy là khi mà bong da thì da rất là đỏ, rất là rát, nhưng mà đây thì bạn không hề đau đúng không? Không hề đau. Nó chỉ có khi mà đưa cái hoạt hóa cái tảo với cái ADA, BSA theo cái tỷ lệ khoa học rồi thì chúng ta chỉ có hơi hiện tượng châm chích nhẹ một chút thôi. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng một cái liệu trình này để làm trẻ hóa toàn bộ cái vùng da mặt của các bạn. Đó, rất là đẹp đúng không? Làm xong da sáng lên, khá là sáng lên và bóng lên khá là nhiều rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ lau cái lớp này đi, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng miếng mặt nạ rong biển này. Đây, để phục hồi cũng như là giúp cho chúng ta hoàn thiện cái quá trình mà sử dụng da. Chị lấy cho em cái tế bào gốc A cộng để bôi cho bạn trước, xong rồi chúng ta mới tắt mặt nạ. Rồi, đây có đây rồi em ạ. Chị ạ, chị thấy không? A cộng đây rồi. Chúng ta sẽ sử dụng một lớp mặt nạ A cộng, lớp tế bào gốc A cộng. Cái này chúng ta sẽ lau dứt điểm luôn. Sáng và rất là bóng. Đấy, làm xong mà đẹp ngay như này thì ai cũng thích peel. Đặc biệt là cái này thì nó sẽ không bao giờ bị tình trạng tăng sắc tố, bởi vì là mỗi một lần lấy thì cái lượng tảo hàng tuần nó sẽ khác nhau. Em lấy cốc sạch, lấy châm chích một chút ở dưới thôi đúng không? Hiện tượng châm chích là cái hiện tượng mà đầu kim nó đang đi vào cái lỗ chân lông để vào sâu trong da, nên là hiện tượng đấy là hoàn toàn bình thường. Nhưng mà peel như này là quá là nhẹ nhàng rồi. Sau đó thì trong 3 ngày đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng tế bào gốc A cộng nhé, để tái tạo và đẩy những cái lớp da mới lên một cách nhanh nhất, thay thế cho cái lượng da mà vừa mới bị peel đi, để giúp cho da, cấu trúc da nó vẫn giữ được cái cấu trúc da một cách bình thường. Cái peel da này thì nó không làm bào mòn hay lột tẩy da. Đấy, cái bào mòn hay lột tẩy da thì nó hoàn toàn là khác, mà thậm chí là cái peel da này, bởi vì là khi mà đưa cái tinh thể tảo vào thì nó sẽ có nuôi dưỡng một cái lượng da mới ở dưới để đẩy lên thay thế cho cái lớp da đã được mất đi, đã được loại bỏ đi ở lớp sừng. Thế nên là chúng ta sẽ khác hẳn so với liệu trình mà so với cái liệu trình mà làm lột tẩy da. Lột tẩy da là khi mà các bạn lấy đi toàn bộ cái lớp da bên ngoài, nhưng mà không có cái lớp da ở dưới để thay thế và không có cái lớp da mới để tái tạo. Thế nên là mới dẫn đến tình trạng mà da bị tăng sắc tố hoặc là da bị bào mòn và mỏng đi. Nhưng ở đây thì nó sẽ tác động kép bằng hai cái tác động. Một là nó sẽ tăng sinh cái lượng tế bào mới ở dưới, cái tế bào da mới ở dưới đáy da đẩy lên trên. Và hai nữa là nó sẽ lấy đi những cái tế bào cũ, những cái tế bào mà lão hóa và những tế bào bị sừng hóa để loại ra ngoài. Đó, thì với cái tác động kép như vậy thì da chúng ta đảm bảo là cực kỳ an toàn và có thể điều trị được rất là nhiều những cái vấn đề bệnh lý về da.
khi mà chúng ta đắp một miếng mặt nạ lên thì em sẽ thấy có một cái cảm giác rất là mát và không còn bất cứ một cái hiện tượng châm chích nào nữa ở trên da của chúng ta nữa. Và chúng ta sẽ chờ xem sau khi lột cái miếng mặt nạ này ra thì da của bạn Dung sẽ như thế nào nhé. Bắt được rồi chị. Cái này nó có một đặc điểm là em phải kéo phủ hết mặt khách, nếu không là cái chỗ đoạn nào mà em không có đoạn nạ vào là da nó đen. Còn đoạn nào với đoạn nạ da là trắng hẳn. Đây, da nhìn da này. Đấy. Trắng hẳn luôn. Cái chỗ nào không vào phát mặt thôi mắt đấy. Chỗ nào không vào nhìn ra đen hẳn. Làm này xong khách thích lắm. Trắng nhỉ? Trắng rõ rệt luôn đấy. Sợ thật đấy. Sợ thế nhỉ? Sao trắng hẳn lên. Trắng hơn trắng, trắng như bôi phấn đấy. Nó kiểu nó phân phấn đấy. Đấy như này, chị muốn là kiểu như là đem dùng đúng cái mặt nạ này này, dùng cho khách đúng đấy, chỉ để cho người ta cảm nhận luôn được luôn. Thế là một lần trắng trắng như bôi phấn luôn. Tí nữa bôi kem chống nắng các thứ vào da nó bóng một căng. Trắng một cách rõ rệt luôn. Đấy. Cái này nằm đều trong vòng một tháng á chị, hay 28 ngày á? Đấy, cứ một tuần một lần này. Cứ một tuần một lần như này. Đấy. Thời gian đấy là thấy sau khi tiêu xong là da sáng hẳn lên, đắp mặt nạ xong, tiêu xong, da rất là sáng trắng nhìn rõ. Có lấy nước hoa hồng chị lau đi, xong rồi là chị nhà em là cứ dùng nước lau là phải lau lại nước hoa hồng. Ui giời, cái này trên sổ lão nàng bây giờ nó phải phí á. Chị bắt nó bị làm sao thôi, để em mai em phải lấy cái chai nước hoa hồng nhỏ xong rồi chị chờ đấy. Cái này nó bị rít hơi rít đau đau hơn vậy, như là nhiều quá không cảm giác gì nữa rồi, đắp xong hết cảm giác tê lắm, thấy cả da trơn trích trắng. Như này thì cần gì phải trang điểm nhỉ? Em trắng bây giờ. Thì lúc chị bôi kem chống nắng. Em chỉ bôi kem bôi chống nắng là xong. Sao đi đâu quá thì mình không tự tin lắm thì mình đi. Bây giờ có cái này, bôi cái này cho em nhé. Bôi tế bao gốc. Này em thấy chốt khách nó mới dễ. Đúng rồi. Đang hoàng nhìn thấy kết quả này. Nhìn thấy có kết quả ngay người ta đã mà thích em rồi. Em làm thẩm mỹ mà người ta nhìn mãi không thấy gì thì đấy. Ai người ta theo đúng không? Lâu quá người ta cũng không thể đợi được. Mà cái này nó cũng bị hồi da đấy. Đây xong cái này là về là dưỡng mỗi tế bào gốc thì chị. Đấy. Cái này chỉ 3 ngày chỉ dưỡng tế bào gốc, không rửa sữa rửa mặt, không rửa không tẩy trang, chỉ dùng nước sạch thôi. Sau đấy thì là mà 3 ngày đầu chỉ dùng A thôi. Nhưng mà dùng chống nắng không? Dùng chống nắng. Chống nắng thì thế là phải dùng chống nắng vật lý à? Phải dùng cái chống nắng. Bình thường là đây này chị phải dùng cái chống nắng có chứa tế bào gốc này. Chống nắng sinh học, dùng này là dòng sinh học. Đấy. Không cần phải tẩy đâu bởi vì em biết sao không? 3 ngày sau khi mà em rửa sữa rửa mặt nó sẽ lại tiếp tục đẩy tiếp cái lớp da nữa, da cuối cùng da. Nhưng mà nó không phải là nó bong. Nó không phải là bong nhưng mà nó sẽ sau khi em rửa xong da của em sẽ rất là mịn, rất là căng. Đấy. Chứ không phải là nó bong như thế này nó chỉ dừng lại như thế này đâu mà nó còn sáng nữa. 3 đến 3 ngày thứ tư. Hết 3 ngày đến ngày thứ tư đến đầu ở đấy em cho nhân viên xông mặt em lên.
xong đẩy đi, da mịn lắm, mịn đẹp lắm, sáng, da mịn lắm. Xong rồi dùng nha, đến nha, sau khi mà xong đấy là dùng cho chị cái mặt nạ tơ lụa này, này. Đắp cái mặt nạ tơ lụa này, này. Có nghĩa là sau 3 ngày sau mình xong đấy, xong thì mình đấy sẽ không đắp cái mặt nạ xong biển kia. Thì đắp một mấy lần mà đầu sẽ đắp cái mặt nạ này. Đấy. Đẹp lắm. Đông nhờ cho cái kem chống nắng nào. Đây đấy, à em. Đây đấy chị. Đấy hết rồi, gần hết rồi đâu mà. Cái sách không còn để dùng. Hôm trước còn lên livestream, chị nào gần khu vực của em có lấy kem chống nắng hay cửa ép thừa chưa dùng đến cho em vay. Thế mà có mấy chị gọi đấy, mà chị vẫn còn đấy, chị lấy sẵn chưa đấy, mua hết. Cái dòng EGF này nhá, chỗ ví dụ như Dr. Hùng, Dr. Nghị hay là chỗ những cái thẩm mỹ mà làm xâm lấn bây giờ thứ là dùng nhiều lắm. Rồi vừa rồi đó, dùng nhiều lắm. Chị dùng tốn trong nắng tháng hết một lọ. Dùng như ăn vẽ. Em cũng tốn. Thì mình cứ phải đi ra ngoài, các mình phải cả ngày. Mình đi ra ngoài nhiều. Nhiều người các bạn trong nhà không cần dùng trong nắng. Mình dùng quanh năm ngày tháng đó. Mình cứ dậy cái rửa mặt xong là phải vào là nhau vào đấy dùng chống nắng. Rất là xinh. Sáng mà nó mịn ấy. Nhưng 3 ngày nữa nó còn mịn nữa em ạ. À. Sau 3 ngày thì dùng cái tơ lụa kia, nhưng mà cứ 3 giờ thì dùng cái rong biển lại chị. Cái một lần lúc mới bong 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 bong. Còn một cái mặt nạ nữa nó cực kỳ trắng nữa, cái mặt nạ vàng. Em thích trắng, em cho khách hàng dùng cái bộ trắng này xong em đắp cho chị mặt nạ vàng một. Nó sáng, nó sáng rất lên luôn. Mà cái này nó không có bị hồi da, không có lực tẩy, nó hoàn toàn là lành bình thường. Cái mặt nó có cái thành phần nó hút sắc tố. Chị rất hay đập còn tí nào. Hả? Chị rất hay đập. Đúng rồi, phải đập mà chị. Đập này nó ngấm rồi. Cái này chống nắng dạng sữa. Vỗ, bắt buộc là mình phải vỗ. Ra được. Đa số là vỗ. Đấy, vẫn còn này. Rồi. Da cổ với da mặt chênh nhau mấy tông. Hôm nay là nó tông trắng. Mát, giờ da mát nhỉ. Cái này này như phấn. Nó dạng sữa nó mới thấm được chứ. Em mình thử nhá. Cái ví dụ như chị thử cái kem chống nắng hóa học ấy, mình bôi vào tay này này, tối về nó zip mà nó khô tay kinh khủng. Bị lỗ chân lông chị ạ. Nó khô. Nhưng mà da thì lại càng bôi chống nắng lại càng chặt. Cái da này càng bôi chống nắng lại càng trắng. Nó có chứa tế bào gốc. Chống nắng nó chứa tế bào gốc. Nó dưỡng luôn. Mà cái này là đang cố gắng đến giữa tháng 7 nó về. Được không? Úi dồi. Được không? Xong rồi đấy. Đó, xong rồi, xinh rồi.